nghe là sướng đây. Nào, ui, tớ dọn nhà. Tâm lý chung rồi mà phải không? Lúc làm thì không thấy ngại đâu, mà lúc xong rồi thì eo ơi sao mà ngại thế. Nhớ ngày trước ấy, có làm một cái bánh thôi mà mình cũng bày ra cả một nhà đồ, mà đa phần là đều xem trên mạng và làm theo thôi à. Và đấy nhá, cái bánh mà nó thành công ấy thì lúc dọn vẫn còn cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng cái bánh thất bại ấy, sao còn đi dọn nó cảm thấy áp lực và cảm thấy nó thật là vô dụng kinh khủng. Và công nhận một điều là cái nghề này phải hết sức đam mê thì mới có thể là mò mẫm và cặm cụi cả ngày trong bếp được ấy. Ngồi chăm chú cả giờ đồng hồ trước cái cửa kính ngắm nhìn cái bánh nó nở trong lò thôi là cũng thấy hạnh phúc rồi. Chẳng hiểu kiểu gì nhở. Đến bây giờ thì sau bao nhiêu năm gắn bó với nghề thì mình cũng đã ở một cái tâm thế khác rồi. Chắc có lẽ là Linh đã có một cái nhìn tổng quan hơn về bánh, biết rằng là dòng bánh này thực hiện như thế nào, dòng bánh khác thực hiện ra làm sao để mà tránh cái sự thất bại nhất. Thực tế thì cái sự chuyển dịch giữa là học viên thành giáo viên ấy, nó đã giúp cho mình tiến bộ rất là nhiều. Nó đòi hỏi mình phải thực sự hiểu sâu về các cái dòng bánh để mà có thể truyền tải cho người khác một cách dễ hiểu nhất. Không thể phủ nhận được là có rất là nhiều cái tấm gương tự học và thành công, nhưng mà theo mình nghĩ là phải đòi hỏi cái sự kiên trì, tự giác và tập trung rất là nhiều đấy. Đi học trực tiếp thì lại tốn tiền hơn, thế nhưng mà bù lại nó lại rút ngắn cái thời gian cho các bạn rất là nhiều. Bởi vì những cái người đi trước ấy, người ta vấp chỗ nào, người ta sai chỗ nào ạ, người ta chỉ cho các bạn để các bạn né ra, thì con đường ấy nó không còn gồ ghề và không còn quá nguy hiểm nữa. Nói thật là cá nhân Linh bây giờ tuy là dạy nghề thật đấy, nhưng mà mình cũng còn cần phải học hỏi rất là nhiều những cái mảng khác nữa. Thấy món nào ngon, món nào mới mà phù hợp với mục đích kinh doanh thì mình lại bỏ tiền đi học luôn, không tiếc bởi vì là không có nhiều thời gian. Đấy, mày buồn mà thoáng chốc đã dọn xong rồi này. Mới đầu nhìn thì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà sắn tay sắn áo lên lao vào làm thì cũng nhanh ha.